Thì này mình đi quay cái mấy cái phôi rừng của mình đó mấy đây. Nó thì ok mấy em nó sống khỏe hết rồi ha. Đây này. Có đây là sống hết rồi mấy em ạ. Hồi dưa bữa mình trồng phôi mùa lạnh á thì cái tỷ lệ của mình ốm sơ dừa nó cao hơn mấy anh em, lên 50%. Toàn là sơ dừa thôi ha. Anh em thấy không? Thì nó sống hết rồi. Thì nếu anh em mình trồng phôi mùa lạnh á thì không biết á thì cứ alo cho mình ha. Thì cái mùa nóng nó cũng vậy mấy anh em. Thì ví dụ như mùa nóng thì anh em mình trồng cái tỷ lệ sơ dừa nó cao thì nó cũng giữ ẩm tốt. Có nghĩa là mùa lạnh thì mình tưới ít nước lại, còn mùa hè thì mình tưới nhiều nước thêm cho nó giữ ẩm, tăng độ ẩm cao lên. Sống hết mấy anh em ạ. Đây. Đó, thì mình thấy nó rất là hiệu quả nên khi mình lấy phôi mùa hè về thì mình cũng áp dụng như vậy mấy anh em. Đó, thì đây là dàn phôi nó đã sống rất là khỏe rồi. Đây cũng vậy đó mấy anh em ạ. Đó. Đó. Thì cái kỹ thuật cực kỳ đơn giản, mình cũng không có tưới thuốc kích thích gì nhiều đâu. Thì nếu anh em mình sợ mà nấm đồ rầy đồ nấm 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 ở trong cái móc, trong cái rơm hay là trong cái sơ dừa mấy anh em, xin lỗi mấy em, trong sơ dừa và nấm móc trong cái thân thì mình phun một ít thôi hoặc là phe loãng tưới thôi, còn không thì thôi không cần đâu. Khi mà nó sống khỏe rồi, nó cỡ khoảng nó nước đột hai rồi đó, thì bắt đầu anh em mình mới tưới ha. Đây nó sống hết rồi đây này, sống hết rồi đó, anh thấy không, cực kỳ khỏe mạnh luôn mấy anh em. Như cỡ này là anh em mình phun thuốc Atonic cũng được rồi. Nếu những cây nó ra đợt một mà nó mạnh lắm mấy anh em, mình tưới được rồi đó ha. Rất là phát triển ha. Đó, cây sơn tre mấy anh em ạ. Đó. Còn cây này là cây bình linh ha. Còn đây mấy em thấy không? Đây này, đây cây sầm. Anh em thấy nó cây sầm này, cây sầm đé nó khó sống nhất mà nó râu nứt lắm. Nhưng mà nó nứt là nó sống mấy anh em ạ. Đây. Và cây sơn tre nứt luôn kia rồi. Những cây này là những cây ôm đá không, mình chi rất mát ha. Và phun ẩm thường xuyên. Cây này cũng đang nứt rồi mấy anh em, nhưng mà nứt trong đây này. Bữa mình kiểm tra nó ok rồi. Anh thấy không? Nó hết ha. Ăn cây này cũng vậy mấy anh em, đó anh em thấy nước hết. Thì mình cũng phải trụ vải, trồng vải, đây cũng sống luôn mấy anh em. Cái đây cũng vậy mấy anh em ạ. Anh thấy không? Cái tỷ lệ phôi của mình trồng trong cái đợt lạnh đó, nó sống hầu như là 90% rồi. Đó. Đó, anh em coi đã, đây là nước nè. Nó nước như thế này là ok hết, an toàn. Anh em thấy toàn là cái tỷ lệ sơ dừa không ha. Tỷ lệ sơ dừa cao, đắp cho nó ấm. Đây cũng sống nữa nè mấy anh em. Thì nói chung là cái cách trồng nó rất là hiệu quả, nó rất là đơn giản thôi. Thì lúc trước có làm video cho chia sẻ cho mấy anh em á. Thì anh em mình lấy phôi về cũng xử lý đàng hoàng hết, sau đó mình đem ra mình trồng thôi. Rồi mình ủ sơ dừa lên ha, ủ sơ dừa lên cho nó ấm. Rồi mình phun nước ít thôi, mình phun một ngày mình phun một lần nhưng mà không phải tưới trực tiếp cho, anh em mình phun sương nhẹ ở trên này thôi. Thì nó sống mấy anh em ạ. Chứ có nghĩa là chúng ta chỉ cần phun nhẹ thôi, không có nên phun nhiều. Nếu anh em mình phun nhiều có nghĩa là anh em mình mà tưới phôi á, có nghĩa là em giải thích cho mấy anh em á là phôi nó không cần nước mấy anh em, mà nó cần độ ẩm và nó cần ấm. Nếu mà mùa lạnh thì nó cần ấm, còn mùa hè nó cần độ ẩm, thì anh em mình làm sao để giữ ẩm cho nó thì mới hiệu quả đó, vậy thôi. Còn nó không có phải là cần là tưới nước nhiều cho nó để nó hút nước, hay là anh em mình ngâm thuốc kích thích vô nhiều quá nó chết mấy anh em. Đó những cái sai lầm mà trong cái việc chúng ta trồng phôi ha. Thì có gì em không biết cứ alo về mình ha, số điện thoại 0932411987, tư vấn cho anh em ha, rất là nhiều. Thì do đây anh em xem ha, những cái cây mà hải châu của mình ha, mình trồng ha bữa trước nè, thế anh em có xem video nó sống hết nha mấy anh em. Đó, anh em thấy không, mình đã sống hết rồi đó, chứ nó không có bị mà trục chặt chết rồi gì hết nha. Đây mình lấy có một phôi này thì nó không phát triển chết là do nó đã độc nè, mình lấy mình cưa mình tiếp mình đi về mình trồng mình để ở đây luôn, nó không có phát triển à. Thì đây còn lại là mấy cái này nó ok hết. Trong này nó nứt như thế này thì nó ở trong mát như thế này, hôm trước có làm video á, cỡ như vậy là chuẩn bị bắt đầu nó nhú nhú rễ mấy nha, còn như cỡ như thế này là chưa nhú rễ đâu đó. Cỡ mà khoảng gần 1 gram tây này mới nhú nhú rễ dưới, còn mà cỡ khoảng chưa đủ gram tây là không nhú rễ ha mấy em ha. Rồi cảm ơn mấy em xem video nha. Có gì mấy em đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn mấy em rất nhiều.